Xin chào cả nhà mình ơi, hôm nay em chia sẻ một công thức, một món ăn chay rất giàu hàm lượng protein, tốt cho sức khỏe, tốt cho tim mạch của chúng ta này. Chúng ta sẽ gồm những món ăn sau. Chúng ta sẽ gồm một phần cơm, gạo mà các anh chị em mình nấu với hạt diêm mạch với bột nghệ mà em chia sẻ đấy ạ, rất là ngon nhá. Rồi mình sẽ gồm thêm một phần đậu lăng ấy cả nhà. Cái đậu lăng này giàu hàm lượng sắt này, giàu hàm lượng protein này, nó có cái bùi ngậy ngậy, nó có cái vị mặn cực kỳ ngon. Thì cách nấu đậu lăng thì em cũng chia sẻ trong các video trước rồi, cho nên là em không nấu lại nữa để không mất nhiều thời gian cho cả nhà, mà chỉ để trang trí cho anh chị em mình cách xây dựng một bữa ăn chay giàu giá trị dinh dưỡng nhé. Rồi khi chúng ta ăn thì chúng ta trộn đều lên, ăn rất là dễ ăn luôn, các con cũng rất là thích. Rồi bây giờ mình sẽ cho một phần rau củ quả hấp. Nhà anh chị em mình có rau củ quả gì nhà mình dùng, nhà em đang có súp lơ để hấp súp lơ. Mình chấm với một cái sốt này rất là ngon là sốt hummus cả nhà mình ạ. Cái sốt hummus mà em có chia sẻ đấy, chúng ta ăn chúng ta chấm cái rau củ này với sốt hummus rất là béo ngậy và nó có giàu thêm một lượng protein. Thế đây là bữa ăn của chúng ta, giúp bữa ăn chúng ta tăng cơ giảm mỡ, bữa ăn của chúng ta giàu hàm lượng giá trị dinh dưỡng, mà ăn chay chúng ta không lo thiếu chất nhé. Rồi bye bye cả nhà mình, chúc đại gia đình mình sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.